Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Thoại Vui. Và đây là bản tin công nghệ ngày 31 tháng 7 2019. Hãy cùng mình xem là hôm nay có những tin tức gì nổi bật nhé. Rất nhanh sau khi MediaTek ra mắt dòng chip mới của mình thì Xiaomi đã xác nhận sẽ là hãng đầu tiên sử dụng con chip này trên smartphone của hãng. Hôm qua ngày 30 tháng 7, MediaTek đã giới thiệu hai mẫu chipset mới mở đầu cho dòng sản phẩm G-Series tập trung vào chơi game bao gồm Helio G90 và Helio G90T. Mới đây thì CEO của Xiaomi tại Ấn Độ đã xác nhận công ty sẽ sớm ra mắt smartphone sử dụng Helio G90T trong khoảng thời gian tới. Mặc dù chúng ta vẫn chưa có thông tin về sản phẩm này nhưng mà nhiều dự đoán cho rằng đây sẽ là Redmi thế hệ thứ 8 dự kiến tung ra vào cuối năm nay. Đây là một tin tương đối vui đối với fan Apple khi mà nhà táo đã quyết định sẽ nghiên cứu thật kỹ về tính năng chống nước cho những dòng sản phẩm tương lai của họ. Trong một bàn sáng chế mới được phát hiện gần đây bởi Apple World, Apple cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến iPhone không hề chống nước hoàn toàn đó là sử dụng cái nút bấm vật lý. Đồng thời, công ty cũng đang xem xét một vài ý tưởng để có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Cụ thể hơn, một phương án mà Apple cho rằng hiệu quả là việc áp dụng thiết kế vỏ mới để tối ưu cho các nút bấm. Vì bản thân nút bấm cũng có khả năng chống thấm đặc biệt, do đó người dùng sẽ không phải lo về việc nước vào khi nhấn nút. Tuy nhiên đây chỉ là một bàn sáng chế và như thường lệ chúng ta cũng có thể sẽ phải chờ một thời gian khá dài để thấy những thay đổi này trên các mẫu iPhone trong tương lai. Sau rất nhiều thông tin gò rỉ thì Samsung cũng đã quyết định ngày chính thức ra mắt chiếc Galaxy Tab S6 và Galaxy Watch Active 2 của mình. Trong một video teaser Samsung đăng tải vào tối hôm qua 30 tháng 7, chúng ta đã có được một cái nhìn thoáng qua về thiết kế cũng như là ngày ra mắt của chiếc Tab S6 và chiếc Galaxy Watch Active 2. Theo video thì Tab S6 sẽ được công bố vào ngày 31 tháng 7 là ngày hôm nay và Galaxy Watch Active 2 sẽ là vào ngày 5 tháng 8. Hiện tại thì ta vẫn chưa có thông tin về giá cả và cũng như ngày mở bán của bộ đôi này. Như vậy là bộ đôi Galaxy Tab S6 và Galaxy Watch Active 2 sẽ được giới thiệu trước sự kiện Unpacked của Galaxy Note 10. Nhằm đa dạng hóa thị trường thì công ty mẹ của TikTok quyết định sẽ ra mắt smartphone mới của hãng trong một khoảng thời gian tới. Cụ thể, theo một nguồn tin hôm nay cho biết, ByteDance, công ty mẹ của TikTok đã đạt được một thỏa thuận riêng với hãng smartphone Trung Quốc là MoChDesign để tự phát triển và sản xuất mẫu smartphone riêng của mình. Chưa hết, báo cáo đến từ Reuters còn tuyên bố rằng ByteDance đã có một số bàn sáng chế từ MoChDesign cũng như là một số nhân viên chủ chốt, bao gồm cả giám đốc hệ điều hành. Mặc dù không quá nổi tiếng trên thị trường điện thoại thông minh, nhưng các smartphone của hãng MoChDesign được giới công nghệ đánh giá khá là cao. Do đó, việc hợp tác với MoChDesign sẽ giúp ByteDance rút ngắn được khoảng thời gian phát triển cũng như là phân phối sản phẩm của riêng mình. Hiện tại thì công ty chủ quản của TikTok vẫn chưa chính thức phản hồi về thông tin trên. Sau rất nhiều lần im lặng thì mới đây Google cũng đã phải lên tiếng xác nhận là mình đã mua dữ liệu khuôn mặt tới người dùng với giá cực kỳ rẻ bèo, chỉ có 5 USD mà thôi. Cách đây vài hôm thì Internet đã có một phen dậy sóng khi một anh chàng tên Cho kể lại việc gặp các nhân viên Google trên phố và được họ đề nghị thu lại dữ liệu khuôn mặt của mình và tặng một phiếu quà tặng trị giá 5 USD tại Amazon hoặc là Starbucks. Tại thời điểm đó, Google đã im lặng và không bình luận về sự việc này. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, Google đã lên tiếng xác nhận về cuộc nghiên cứu này. Điều này nhằm phục vụ cho việc tăng cường độ chính xác của tính năng mở khóa bằng gương mặt trên chiếc Google Pixel 4 sắp ra mắt. Google cho biết 18 tháng sau khi thu nhập dữ liệu, họ sẽ loại bỏ tất cả dữ liệu mà họ đã thu thập được cho những cuộc thử nghiệm này. Ok, và đó là những tin tức đáng nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Điện Thoại Vui để chúng mình mang tới những video tin công nghệ mới nhất nhé. Và đây là tin vui cho các bạn, mai chị Hukuchi đã quay trở lại với bản tin công nghệ chứ không còn mình nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.